Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là video đầu tiên trong năm 2022 này của mình. Thì đầu năm mới, mình chúc các bạn nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công nhé. Trong thời gian vừa qua thì một trong những câu hỏi mà mình nhận được nhiều đó là các bạn hỏi khi đã có website rồi thì làm sao để cái bài viết được lên top Google. Thì để mà SEO được bài viết lên top Google, nó sẽ có rất là nhiều yếu tố. Khi một cái từ khóa nào đó mới ra, nếu bạn là người viết sớm thì tất nhiên cái bài viết của bạn sẽ đứng top. Tuy nhiên, nếu một cái từ khóa đó có cạnh tranh cao rồi, tức là đã có rất là nhiều người viết rồi, thì để vượt qua họ, các bạn cần phải có những yếu tố vượt trội hơn. Trong bài viết này thì mình chỉ cho các bạn các bước và những yếu tố quan trọng để giúp một cái bài viết lên top Google. Các bước ở đây thì dựa theo kinh nghiệm của mình, cho nên là nó sẽ không đúng theo hướng dẫn của giáo trình hay là bài giảng nào cả nhé. Những gì mình làm được thì mình hướng dẫn lại cho các bạn thôi. Rồi thì đây là các bước để các bạn có thể SEO một cái bài viết lên top Google. Ở đây thì mình đã rút ngắn thành 4 bước rồi. Nhìn qua thì nó có rất là nhiều ý. Tuy nhiên thì khi mà mình hướng dẫn thì mình sẽ minh họa cho bạn để các bạn có thể dễ hình dung hơn ha. Rồi thì cái bước đầu tiên trong cái quá trình các bạn SEO top Google đó là các bạn phải xác định từ khóa hay còn gọi là nghiên cứu từ khóa. Cái bước này rất là nhiều người bỏ qua. Tuy nhiên thì đây là cái bước rất là quan trọng ha. Khi các bạn viết một cái chủ đề hoặc là lĩnh vực nào đó thì các bạn cần phải xác định cái từ khóa chính và từ đó các bạn sẽ tìm ra các cái từ khóa liên quan. Và khi đã có từ khóa trong đầu rồi thì các bạn cần phải biết là cái từ khóa đó có ai tìm kiếm hay không. Nếu mà không có ai tìm kiếm thì mình không viết, tại vì viết ra thì cũng đâu có người đọc đâu. Thì để mà xác định từ khóa thì các bạn cần phải có công cụ. Thì ở đây hôm trước thì mình cũng có hướng dẫn các bạn một số công cụ rồi. Thì trong đó có công cụ Keyword Planner của Google là công cụ miễn phí, và hai là công cụ Keyword Tool.io là công cụ có phí. Mình thì hay sử dụng công cụ Keyword Tool.io tại vì cái công cụ này thì nó tương đối là chính xác. Thực ra thì không có công cụ nghiên cứu từ khóa nào mà nó chính xác 100% hết, nó chỉ có cái tính tương đối thôi. Thì đây là công cụ Keyword Tool.io. Công cụ này các bạn có thể nghiên cứu từ khóa Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, Twitter. Thì công cụ này mình cũng có làm video hướng dẫn rồi. Nếu bạn nào mà chưa biết cách sử dụng công cụ này, các bạn có thể theo dõi phần hướng dẫn ở dưới mô tả của mình ha. Rồi thì ví dụ như các bạn đang xác định là các bạn sẽ viết về một cái sản phẩm. Sản phẩm ở đây mình ví dụ như là dầu gội phủ bạc đi. Có nghĩa là các bạn sẽ nghiên cứu xem cái sản phẩm này có cái lượng tìm kiếm hay không. Ở đây các bạn sẽ chọn đất nước Việt Nam nhé. Đây chọn là Việt Nam. Việt Nam này. Rồi nhấn tìm kiếm này. Rồi thì đây chính là cái lượng tìm kiếm về cái dòng sản phẩm này. Các bạn thấy ha, cái lượng tìm kiếm rất là nhiều. 18.620 lượng tìm kiếm trong một tháng về cái dầu gội phủ bạc này. Đó. Thì dưới này các bạn sẽ thấy đây là cái cột keyword. Keyword có nghĩa là cái từ khóa liên quan tới từ khóa chính các bạn gõ vào. Đây, cách dùng này, là nào tốt này, chính hãng này. Đó, và đây là cái lượng search hàng tháng. Ví dụ như cái từ dầu gội phủ bạc này là 4.400 lượt tìm kiếm hàng tháng và nhu cầu nó đang tăng. Đây là cái lượng tìm kiếm hàng tháng, đây là cái trend. Trend là xu hướng đang tăng hay đang giảm, cái này đang tăng này. Cái dòng sản phẩm này nhu cầu đang tăng rất là cao. Đó, đây. Đó, nhu cầu đang tăng nghĩa là các bạn nên viết cái từ khóa này ha. Còn nhu cầu giảm thì các bạn không nên viết. CPC này là dành cho những bạn nào mà chạy quảng cáo thì các bạn sẽ xem được cái giá thầu ha. Còn cái phần competition này có nghĩa là cái độ cạnh tranh. Tiếng Anh 2 là cao, còn low nghĩa là thấp. Đây thì đây đều là những từ khóa có lượng cạnh tranh cao. Như vậy là các bạn đã biết được cái nhu cầu của thị trường về cái dòng sản phẩm dầu gội phủ bạc này rồi đúng không? Đó, và khi các bạn viết bài thì các bạn nên xác định là các bạn viết về cái từ khóa ngách. Đây là cái từ khóa chính rồi, đây là cái từ khóa khó. Các bạn không nên viết cái từ khóa dầu gội phủ bạc mà các bạn nên viết những cái từ khóa ngách nhỏ hơn. Ví dụ như đây mình sẽ chọn cái dòng sản phẩm dầu gội phủ bạc Sinh He đi. Mình sẽ viết về cái sản phẩm này. Dầu gội phủ bạc là cái dòng sản phẩm chung, còn Sinh He có nghĩa là một cái hãng dầu gội. Thì mình sẽ tiếp tục copy cái tên sản phẩm này, sau đó mình thả vào đây. Thì mình sẽ chỉ viết riêng về cái dòng sản phẩm Sinh He này thôi, dầu gội này thôi. Thì các bạn thấy này,
Cái lượng tìm kiếm một sản phẩm này là 5.750 trên một tháng. Đó, nhu cầu của nó cũng đang tăng. Thì các bạn nên viết cái từ khóa này. Và khi các bạn viết từ khóa thì các bạn nên chọn những từ khóa dài. Từ khóa dài và có sẵn nhu cầu nhé. Có sẵn nhu cầu có nghĩa là người ta đã biết về cái sản phẩm này rồi và bây giờ người ta chỉ tìm một cái địa chỉ uy tín để người ta mua thôi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, dầu gội phủ bạc xin he mua ở đâu. Thì cái từ khóa này có nghĩa là người ta đã có sẵn nhu cầu rồi. Thì khi mà người ta search cái từ khóa này lên Google mà các bạn đứng ở top đầu thì người ta sẽ mua sản phẩm của bạn ha. Khi mà các bạn viết bài, các bạn nên viết hết những cái từ khóa ở đây. Các bạn nên viết hết ha. Mỗi từ khóa các bạn sẽ viết một bài. Và trong các cái bài đó thì các bạn nên kết hợp những cái từ khóa này vào trong cái nội dung của bài viết. Khi các bạn kết hợp những cái từ khóa liên quan vào trong một cái bài viết thì Google sẽ đánh giá cao bài viết của bạn. Rồi sau khi các bạn đã xác định được cái từ khóa cần viết rồi thì các bạn sẽ bắt đầu viết bài và tối ưu bài viết. Thì viết bài các bạn sẽ tham khảo bài viết của đối thủ ha. Ví dụ mình sẽ copy cái từ khóa này đi. Các bạn sẽ ném vào Google nhé. Thì ăn vào Google này. Rồi các bạn sẽ tìm các cái bài viết liên quan tới cái từ khóa này. Các bạn tìm những cái bài viết đang đứng top nhé. Ví dụ như bài viết này đi. Ngoại trừ quảng cáo nhé. Các bạn đừng có vào những bài viết quảng cáo nhé. Đây, ví dụ mình sẽ mở ba bài viết này ra đi. Thì đây là những cái bài viết đang đứng top về cái từ khóa dầu gội phủ bạc mua ở đâu. Đó thì các bạn sẽ tham khảo bài viết của những bài này. Khi các bạn viết bài thì các bạn nên viết ở trên Word trước, sau đó các bạn sẽ copy qua website. Viết bài trên Word có nghĩa là viết bài giống như ở đây này. Và sau đó các bạn sẽ copy sang website. Và khi các bạn viết bài thì bạn phải có mở bài, thân bài, kết bài. Và trong các cái đoạn đó các bạn phải chèn từ khóa vào và chia bài viết thành các ý lớn, ý nhỏ và chèn từ khóa vào. Đầu tiên là cái phần tiêu đề này. Đó, sau đó thì cái đoạn mở bài, đây là cái đoạn mở bài. Và trong đoạn mở bài này các bạn sẽ chèn từ khóa vào. Đây, ví dụ như đây là dầu gội xin he này. Rồi, tiếp theo cái đoạn thân bài này thì giới thiệu về dầu gội xin he. Thân bài thì các bạn sẽ để cho nó một ý chính này, sau đó triển khai ý chính ra. Đó. Rồi tiếp theo ý chính tiếp theo, triển khai ý chính ra. Đó, và trong các cái tiêu đề, trong các cái ý chính này các bạn phải để từ khóa vào nhé. Từ khóa chính của mình là dầu gội phủ bạc xin he này. Các bạn sẽ tham khảo bài viết của người ta nhé. Sau đó các bạn sẽ tiến hành chỉnh sửa theo cái nội dung, theo cái ý của mình. Ví dụ các bạn sẽ copy cái bài viết này về. Sau đó các bạn sẽ chỉnh sửa những câu từ theo cái văn phong của các bạn ha. Các bạn tự viết thì càng tốt, còn không thì bạn sẽ copy. Các bạn đừng có copy hoàn toàn nhé. Mà các bạn copy về các bạn phải chỉnh sửa. Và các bạn sẽ chắt lọc những cái tinh túy của các cái bài viết này. Khi các bạn viết bài thì các bạn sẽ cố gắng viết nội dung hay hơn người ta, đầy đủ ý hơn người ta và dài hơn người ta ha. Ví dụ cái bài viết này có những ý nào hay, các bạn sẽ nhặt ra và để vào trong cái bài viết các bạn. Đó, rồi bài viết này cũng vậy. Bài viết này có những ý nào hay, các bạn sẽ copy vào để trong bài viết các bạn. Lưu ý là copy nhưng và các bạn phải chỉnh sửa nhé, chứ không phải là copy y chang người ta để vào nhé. Ví dụ như bài viết này có một cái ý nào đó hay, nhưng bài viết này không có thì mình sẽ thêm vào. Đó, ví dụ như vậy ha. Thì đó là cách để bạn phải viết bài. Rồi sau khi bạn viết bài xong thì bạn sẽ copy cái bài viết đó. Các bạn sẽ Ctrl A, sau đó các bạn sẽ dán qua website. Rồi đến bước tối ưu bài viết. Tối ưu bài viết thì ở đây là mình sẽ lấy sẵn một cái bài viết. Không phải là về dầu gội xin he, nhưng mà một cái bài viết ví dụ ha. Thì các bạn sẽ làm tương tự. Rồi thì cách mà copy bài qua thì dễ rồi ha, mình sẽ không nói nữa. Tiêu đề này thì chắc chắn là phải chứa cái từ khóa rồi ha. Ví dụ như bài viết này thì cái từ khóa chính của mình là kiếm tiền onus. Thì trong cái tiêu đề mình phải bắt buộc có cái từ khóa là kiếm tiền onus nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tối ưu link bài viết này. Link bài viết có nghĩa là cái đường link này này. Đây. Đây là cái đường link, các bạn có thể chỉnh sửa nó nhé. Mặc định khi bạn viết bài thì nó sẽ lấy cái đường link, lấy luôn cái tiêu đề ở đây. Tuy nhiên các bạn cần phải chỉnh sửa nó ha. Ở đây là mình đã chỉnh sửa rồi, thì các bạn có thể vào chỉnh sửa này. Các bạn nhấp vào chỉnh sửa rồi, các bạn sẽ chỉnh sửa theo ý các bạn. Và bắt buộc phải có từ khóa ha. Ví dụ như ở đây
Từ khóa mình là kiếm tiền onus này, thì trong này cũng phải có từ khóa kiếm tiền onus, và mỗi một từ cách nhau bằng dấu gạch ngang không dấu ha, rồi nhấn ok. Cái đường link này khi bạn gõ ra bên ngoài này, khi bạn ra bên ngoài thì đây chính là cái đường link của nó này, đường link bài viết này. Cái đường link này các bạn phải tối ưu ha, các bạn phải để cái từ khóa này vào. Rồi sau khi mà tối ưu được link rồi thì các bạn sẽ tối ưu thẻ heading. Thẻ heading có nghĩa là các cái ý chính á, các bạn phải bôi đậm ý chính, sau đó các bạn sẽ chọn cho nó là thẻ tiêu đề 2. Tiêu đề 2 ở đây nhé. Còn các bạn không chọn tiêu đề 1 nhé. Ở đây nó có tiêu đề 1, tiêu đề 2, tiêu đề 3, tiêu đề 4 vân vân. Thì tiêu đề 1 mặc định là cái tiêu đề ở trên cùng này rồi, mặc định đây là cái tiêu đề 1 rồi, các bạn sẽ không chọn nữa. Còn tiêu đề 2 có nghĩa là các cái ý chính ha. Các ý chính ở đây. Đó, thì các bạn sẽ bôi đen nó rồi chọn cho nó là tiêu đề 2. Đây, chọn cho nó là tiêu đề 2 nhé. Đấy. Và trong các cái ý chính này các bạn có ý nhỏ hơn. Ý nhỏ hơn thì bạn sẽ chọn nó là tiêu đề 3, ví dụ như vậy chẳng hạn. Trong tiêu đề 2 thì nó sẽ có nhiều tiêu đề 3, trong tiêu đề 3 thì nó sẽ có nhiều tiêu đề 4. Nó giống như là cái mục lục của quyển sách đó. Rồi, ví dụ như cái này cũng là tiêu đề 2 này, trong một bài viết sẽ có nhiều tiêu đề 2. Và ngoài ra các bạn để ý cho mình là trong các cái đoạn mở bài các bạn phải để từ khóa vào và bôi đậm từ khóa nhé. Trong các ý chính này cũng phải có từ khóa. Rồi. Và trong cái bài viết cũng phải rải rác từ khóa vào ha. Rồi tiếp theo là chèn hình ảnh và video. Chèn hình ảnh và video đây, hình ảnh các bạn phải chèn vào và tối ưu hình ảnh nhé. Khi các bạn lưu hình ảnh trên file máy tính thì các bạn phải lưu theo tên của từ khóa nữa. Đây ha, khi bạn lưu hình ảnh thì bạn phải lưu theo từ khóa này, kiếm tiền onus này. Các bạn viết từ khóa không dấu, cách nhau một dấu gạch ngang. Đó, rồi các bạn mới tải lên ha. Và khi bạn tải lên thì bạn sẽ nhấn vào hình ảnh, sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái nút bút chì ở đây. Sau đó các bạn sẽ tiến hành chỉnh sửa. Các bạn phải ghi văn bản thay thế cho nó là kiếm tiền onus phải có từ khóa. Rồi thuộc tính tiêu đề này các bạn cũng phải để từ khóa vào. Rồi các bạn để chú thích cho nó nhé. Ở đây là mình chưa để chú thích, các bạn phải để chú thích vào. Rồi kiếm tiền onus đi. Chú thích cũng phải chứa từ khóa nhé. Rồi. Rồi tất cả các hình ảnh ở đây thì các bạn đều phải ghi các cái thuộc tính hình ảnh. Đây, các bạn phải phải để thuộc tính vào ha. Văn bản thay thế này. Và dưới này có thuộc tính tiêu đề này này, các bạn phải để từ khóa vào. Rồi các bạn sẽ nhúng video vào ha, các bạn có video các bạn sẽ nhúng vào. Thì đó là cái phần để tối ưu hình ảnh video. Rồi tiếp theo các bạn sẽ bôi đậm in nghiêng từ khóa. Thì từ khóa thì bạn sẽ tiến hành bôi đậm in nghiêng ha. Ví dụ như đây từ khóa này, thì mình sẽ tiến hành bôi đậm in nghiêng. Bôi đậm in nghiêng để mà Google nhận dạng được đâu là cái từ khóa chính đó. Đó, các bạn sẽ tìm những cái từ khóa chính rồi bôi đậm in nghiêng nó nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đi link nội bộ. Đi link nội bộ có nghĩa là các bạn sẽ bôi đậm các cái từ khóa, bôi đậm các cái từ khóa và chèn cái đường liên kết vào. Để mình kiếm xem trong cái bài viết này nhé. Đây ví dụ như mình sẽ kiếm cái bài viết này đi để mình xem. Đây ha, đây gọi là link nội bộ này. Khi mà khách hàng nhấp vào đây này thì nó sẽ nhảy ra một cái bài viết khác. Một cái bài viết khác nó cũng liên quan tới cái phần dầu gội sinh he này. Hoặc đây cũng là đường link nội bộ này. Ví dụ khi bạn nhấp vào này thì nó sẽ nhảy ra cái bài viết này. Bài viết này nó cũng liên quan tới cái bài viết về dầu gội sinh he. Đó, thì đó gọi là link nội bộ. Hoặc là đây này, đây cũng là link nội bộ này. Nói chung là các bạn sẽ bôi đen những cái từ khóa nào các bạn muốn SEO thì các bạn sẽ bôi đậm nó. Sau đó các bạn sẽ chèn link vào, nhấp vào đây này thì nó sẽ ra cái bài viết là dầu gội trị rụng tóc này. Đó, nó sẽ liên quan tới cái từ từ khóa này ha. Thì các bạn cũng làm như vậy ha. Cách chèn link thì các bạn sẽ bôi đen nó. Đây ví dụ như onus là gì này, các bạn muốn SEO cái từ khóa onus là gì thì bạn sẽ chèn link vào trong cái từ khóa này ha. Các bạn bôi đậm này, sau đó nhấp vào cái biểu tượng nút liên kết ở đây này, nhấp vào đây, sau đó dán cái đường link vào.
Đây, ví dụ đây là cái website của mình thì mình sẽ copy cái bài viết này. Các bạn copy cái đường link bài viết sau đó dán vào đây nhé. Rồi nhấn Enter. Thì đây gọi là đường link nội bộ ha. Một cái bài viết thì nó sẽ không giới hạn link nội bộ nhé. Các bạn đi link bao nhiêu cũng được. Càng nhiều link càng tốt. Nó sẽ không cần thiết phải là liên quan tới owner, mà các bạn có thể đi link nội bộ về kiếm tiền online city này, kiếm tiền MB này. Đó, các bạn đi link nội bộ về bất kỳ từ khóa nào cũng được. Từ khóa nào các bạn muốn sell, các bạn sẽ để link nội bộ vào. Ví dụ như các bạn muốn sell cái từ khóa kiếm tiền với MB, các bạn cũng có thể đặt liên kết cái bài viết kiếm tiền MB vào đây. Chứ nó không nhất thiết phải là cái bài viết liên quan tới owner ha. Đó. Rồi tiếp theo là tạo thẻ title, thẻ mô tả. Thẻ title, thẻ mô tả thì cái này các bạn cần phải cài đặt cái plugin, đó là plugin USL hoặc là Runmark. Thì ở đây mình đang cài công cụ Runmark. Thì khi các bạn cài công cụ Runmark này, đây để mình vào một cái bài viết mới cho bạn xem dễ hơn. Các bạn sẽ cài cho mình cái plugin này. Khi bạn cài plugin Runmark Sales thì ở dưới ở cuối bài viết nó sẽ có cái phần công cụ của nó ha, nó sẽ có cái phần Runmark Sales. Thì các bạn sẽ tiến hành tối ưu dưới này. Đầu tiên là cái phần Edit Snippet này, các bạn sẽ nhấp vào đây. Thì ở đây nó sẽ có phần Title. Title này có nghĩa là cái tiêu đề khi mà khách hàng gõ vào từ khóa thì nó sẽ hiện ra những cái tiêu đề như vậy này. Thì các bạn muốn sell từ khóa nào thì các bạn phải ghi cái tiêu đề, phải có từ khóa vào đây. Ví dụ đây các bạn ghi là mua dầu gội, mua dầu gội sinh hè đâu đi. Thì khi mà khách hàng gõ cái từ khóa ở trên Google thì nó sẽ hiện ra như vậy luôn này, mua dầu sinh hè đâu. Tiếp theo là cái phần permalink. Permalink này có nghĩa là cái đường liên kết, liên kết của cái bài viết á, thì hồi nãy các bạn đã tạo rồi, giống như cái đường liên kết ở đây này, đây giống như liên kết ở đây đó. Thì các bạn muốn sell từ khóa nào thì các bạn sẽ đặt liên kết vào, thì các bạn sẽ đặt liên kết ví dụ như là dầu gội xin he đó, ví dụ như vậy ha, mua ở đâu. Rồi tiếp theo cái đoạn description này, các bạn sẽ viết một cái đoạn ngắn để mô tả về cái bài viết đây. Và một cái đoạn ngắn ví dụ như đây này. Đó, các bạn sẽ viết một cái đoạn mô tả như vậy. Và ví dụ như các bạn sẽ viết là mua dầu gội sinh hè ở đâu, đến hãng. Đó, các bạn phải viết cái từ khóa của bạn vào. Rồi các bạn viết thêm ngoài này ha. Và tối đa là 160 ký tự nhé. Thì khi các bạn viết mà viết trong này như thế nào thì bên ngoài Google nó sẽ hiện ra như vậy này. Và nó sẽ hiện ra như vậy luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cái phần Focus Keyword. Focus keyword có nghĩa là cái từ khóa chính trong cái bài viết các bạn là gì? Như là dầu gội sinh hè đi. Đó, từ khóa chính trong bài là các bạn viết về từ khóa này thì các bạn sẽ ghi vào. Và dưới này nó sẽ chấm điểm cho các bạn ha. Ở trong này thì đa số là tiếng Anh, thì nếu các bạn không biết thì bạn có thể copy rồi dán vào Google dịch ha. Và các bạn sẽ tối ưu từng cái phần ở đây. Cái phần nào mà tích xanh có nghĩa là các bạn đã tối ưu rồi. Còn những phần nào mà dấu đỏ đây này, có nghĩa là các bạn chưa tối ưu. Và thì các bạn cần phải tối ưu ha. Đây ví dụ như cái bài viết này đi. Đây, bài viết này thì cái từ khóa mà mình muốn focus vào là owner là gì, kiếm tiền owner. Có hai từ khóa mình muốn focus vào. Và ở dưới này là cái phần nó chấm điểm ha.
những cái tích sân có nghĩa là ok, còn những cái phần đó này có nghĩa là chưa được. Thì ví dụ như focus keyword có nghĩa là cái từ khóa tập trung vào là gì thì ok rồi. Tiếp theo có cái từ khóa trong phần mô tả. Trong phần mô tả là cái phần ở trên này này. Đó, trong này có phần có cái từ khóa trong này rồi. Rồi focus keyword vào URL. URL có nghĩa là cái đường link đó. Cái đường link ở đây này. Đây, đường link ở đây này, đã có từ khóa rồi này. Rồi, tiếp theo focus keyword. Cái này có nghĩa là nó xuất hiện trong cái đoạn mở đầu ha, mở đầu của bài viết. Là ok rồi, có nghĩa là trong cái đoạn mở bài có cái từ khóa đó. Rồi tiếp theo focus keyword trong content có nghĩa là trong cái bài viết của mình đã rải rác từ khóa rồi. Tiếp theo là cái bài viết có độ dài 1849 là ok. Các bạn không nên viết ngắn quá ha. Rồi tiếp theo cái phần additional này. Nếu mà cái phần nào mà có cái dấu đỏ nghĩa là các bạn cần phải xem xét lại ha. Ví dụ như cái phần này là nó đang mật độ từ khóa nó đang thấp thì các bạn cần phải thêm từ khóa vào trong bài viết các bạn. Và thì nói chung là những cái phần nào mà nó bao đỏ thì các bạn chỉ cần tối ưu nó thêm thôi. Các bạn không hiểu thì các bạn có thể copy lên Google để dịch ha. Rồi còn những phần nào mà tích sân ở đây thì ok rồi. Đó. Rồi thì đó là cái phần tạo thẻ title mô tả. Bước tiếp theo là các bạn sẽ thêm từ khóa SEO và thêm hình đại diện. Thêm từ khóa SEO và thêm hình đại diện là cái phần bên này. Ở cái phần thêm thẻ ở đây ha. Các bạn sẽ thêm thẻ cho nó nhé. Đây cái này là thêm thẻ đúng hơn. Thêm thẻ. Thêm thẻ thì các bạn sẽ copy những cái từ khóa liên quan tới từ khóa chính rồi các bạn sẽ dán vào đây thôi. Đây các bạn sẽ dán vào hoặc các bạn gõ vào cũng được. Các bạn sẽ copy những cái từ khóa trong cái công cụ này các bạn sẽ dán vào. Đây ví dụ copy này. Rồi dán vào. Đó, enter. Tuy nhiên thì cái này nó mình chỉ demo thôi chứ nó không liên quan nhé. Mình sẽ xóa nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chọn chuyên mục cho nó thì các bạn muốn để nó vào chuyên mục nào thì các bạn sẽ chọn thôi. Tiếp theo hình đại diện ha, các bạn sẽ đăng hình đại diện lên và các bạn cũng tối ưu cái hình này ở trên trên file ha. Rồi sau khi hoàn tất xong thì bạn sẽ nhấn cập nhật rồi ra ngoài xem bài viết các bạn ha. Và thì đây là cái bài viết bên ngoài ha. Rồi sau khi mà các bạn đã đăng bài viết lên trên website rồi thì các bạn cần phải làm thêm một bước nữa, bước cuối cùng đó là các bạn phải đi backlink. Đi backlink thực chất là các bạn sẽ đặt đường link bài viết lên các cái mạng xã hội, các cái diễn đàn hoặc các website khác. Cách đi backlink thì mình đã hướng dẫn riêng một cái video rồi, thì các bạn sẽ xem lại hướng dẫn mình sẽ để dưới bình luận ha. Rồi ngoài ra thì mình sẽ bổ sung thêm một số lưu ý nữa, đó là khi bạn viết bài thì các bạn cần phải viết nội dung nhiều hơn đối thủ. Viết bài dài hơn, đi lên nội bộ nhiều hơn, đi backlink nhiều hơn. Và các bạn phải viết nội dung hữu ích hơn thì các bạn mới vượt qua họ được. Và khi mà các bạn đã vượt qua họ rồi thì các bạn cần phải chăm sóc bài viết để cái bài viết các bạn đứng top. Chăm sóc ở đây có nghĩa là lâu lâu các bạn phải đi link nội bộ này, đi backlink hoặc là cập nhật nội dung cho bài viết. Thì cái quá trình SEO nó khá là nhiều bước. Tuy nhiên nếu các bạn làm quen thì các bạn sẽ thấy rất đơn giản thôi. Rồi thì trong video này mình hướng dẫn các bạn 4 cái bước các bạn có thể SEO bài viết lên top Google. Thì nếu các bạn còn bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể comment bên dưới. Hoặc các bạn muốn mình làm thêm nội dung nào các bạn có thể comment mình sẽ ra video ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.